Ngày 3 tháng 4, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Châu Đốc tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030 trong lực lượng vũ trang thành phố. Cụ thể, thi đua đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các chương trình đề án về xây dựng xã hội học tập, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về vai trò, ý nghĩa, sự cần thiết của khuyến học khuyến tài học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập, nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các tổ chức quần chúng trong lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào thi đua, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ được tham gia học tập thường xuyên, học tập suốt đời, tận dụng mọi cơ hội học tập để trở thành công dân số, công dân học tập toàn cầu với tinh thần học nữa học mãi. Thực hiện phong trào thi đua gắn với thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của các cấp và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cán bộ chiến sĩ thông qua việc xây dựng các mô hình công dân học tập, đơn vị học tập trong cơ quan đơn vị, thường xuyên bảo đảm kinh phí cơ sở vật chất, trang thiết bị và những điều kiện bảo đảm tốt nhất đáp ứng nhu cầu học tập cho cán bộ chiến sĩ.